Nam sinh 21 tuổi được gia đình đưa vào viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, điều trị vì dễ cáu gắt, chơi game online nhiều. Trước đó, cậu là sinh viên khoa công nghệ sinh học tại một trường đại học của Hà Nội, tuy nhiên, hiện đã phải dừng học. Thạc sĩ BS Nguyễn Thành Long, phòng sử dụng chất và y học hành vi, viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết, bệnh nhân có những sang chấn tâm lý thời ấu thơ sau khi bố mẹ ly hôn khi cậu học lớp 7. Từ đó, cậu sống với mẹ còn anh trai ở với bố. Cậu bắt đầu chơi game online nhiều vào thời điểm này và trở nên cáu gắt khi bị khuyên tắt máy tính. Bệnh nhân dành 10 đến 12 tiếng một ngày để chơi game, thậm chí nếu được nghỉ học, cậu dành cả ngày chơi game. Khi được mẹ khuyên bảo tắt máy tính, bệnh nhân cáu gắt và cãi lại mẹ. Bệnh nhân không còn thích thú với những sở thích cũ như đá bóng, trò chuyện với bạn bè. Kết quả học tập của nam sinh cũng giảm từ học lực khá giỏi xuống học lực trung bình. Sau đó, gia đình đã đưa cậu đến điều trị tại viện sức khỏe tâm thần. Bệnh nhân đã điều trị rối loạn tâm thần 2 đợt nhưng bệnh không thuyên giảm nhiều. Gia đình cần giám sát thời gian chơi game của cậu và chủ động hỗ trợ trong quá trình điều trị.